tu hà Canada. Con này quá khủng luôn. Con này nhìn cầm hơi mắc cười. Tu hà Canada nha cả nhà. Khách nào mình có nhu cầu đặt tu hà Canada thì liên hệ riêng với hotline nha. Tu hà này mình không báo giá, tại giá là tùy thời điểm nha. Đây. Tu hà Canada. Size rất là bự. Size này khoảng tầm 1,5 kg tới 2 kg ha. Đó. Nhìn hoành tráng ha, con này quá trời thiệt luôn. Con này ăn sashimi, khách nào mình thích ăn sashimi thì tuyệt vời ha. À, còn mình thích thì mình có thể xào nấm đông cô. Cái vò rất là khủng luôn. Đây. Con nước luôn. Tu hà Canada nha cả nhà. Hàng này là hàng đặt trước nha. Khách mình liên hệ với hotline để nhận báo giá nha cả nhà. Mình không báo giá. Hàng này thì khách mình đặt thì có hàng nha. To lắm nha. Con này mà biếu tặng hay là gì cũng rất là tuyệt vời. Cá thì về đủ loại nha cả nhà. Cá hôm nay mình về đủ loại luôn. Hôm nay mình có cá chim nè, cá bò giáp. Đây bò giáp. Con bò giáp thì từng giới thiệu với khách rồi, một trong những con cá mà ngon tuyệt vời luôn ha. Cá bò giáp này giá này đang có giá tốt nha, chỉ có 320 ngàn một ký thôi. Tốt hơn rất nhiều so với các mùa trước nha. Mùa trước mình bán 450 một ký, mùa này thì giá hạ còn 420 ngàn nha cả nhà. À mình xin lỗi là chỉ có 320 thôi nha. Giá hôm nay chỉ có 320 một ký, size từ 1 ký tới 3 ký. Con này bỏ lên than hồng thôi, bỏ lên bếp thêm hồng nướng là ngon tuyệt vời luôn ha. Thịt nó như da, nó ngọt và dai như thịt gà. Đó chim nha cả nhà, chim hôm nay cũng bắt đầu về lại rồi nha. Lại hơi tối không thấy nha. Và ốc. Cá chim, cá bớp, cá tầm. Có sẵn nha cả nhà. Chim bớp tầm đều có sẵn nha. Đây sò ốc ạ. Sò ốc này hôm nay có biển xanh. Biển xanh hôm nay to lắm nha. Đây biển xanh 100 ngàn một ký thôi. Hải sản giá tốt nhất và rẻ nhất hiện tại ở đây. 100 ngàn một ký nha cả nhà, gieo sống như thế này luôn ha. Con biển xanh thì nó ăn rất là tốt với xương khớp. Ăn rất là tốt với xương khớp. Đó, heo hai cồi nha. Heo hai cồi thì mùa này size nhỏ rất là to. Size nhỏ thì có 150 một ký thôi ha. Heo hai cồi 150 một ký. Heo cồi lớn thì giá 220 nha. Giữ giá nha. Heo cồi lớn giá 220. Heo cồi nhỏ giá 150. Ốc hương thì về sau. Khách nào có nhu cầu đặt ốc hương thì mình liên hệ nha. Thì ốc hương thường gánh không có sẵn. Hầu phát nha cả nhà. Hầu nhà gánh là hầu đã được rửa sạch nha. Con hầu như thế này ha, để được làm sạch nha. Khách đừng hỏi tại sao là mình mua hầu ở ngoài có mấy chục ngàn, tại vì ở ngoài nó bám đất rất là nhiều, còn bên mình là đã được rửa sạch rồi nha. Hầu được xử lý là rửa sạch rồi đó. Và giao sống như thế này luôn nguyên con. Thì khách nào mình thích á, mình có thể mình mua về mình ăn sống hoặc là mình nướng đó. Con hầu này rất là ngon, béo mập, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó rất là ngon ha. Vệ xanh hôm nay đang còn nha cả nhà. Vệ xanh rồi còn ít, cua mặt trăng thì còn được một con thôi. Vệ xanh hôm nay to quá chừng. Vệ xanh hôm nay giá 720 một ký nha. Giao sống như thế này luôn, vệ giao sống nha cả nhà. Đừng có so sánh vệ giá ngoài vỉa hè nha cả nhà ơi. Vệ giao sống là bao chắc 100%. Vệ này hàng Phan Thiết, không phải là hàng gạch đá nha. Mình mua ngoài vỉa hè có 1-2-300 ngàn thì chất lượng không có bao giờ bằng hết cái này hết. Chất lượng chỉ bằng 1/10 thôi nha. Xanh. Rất là nhiều loại hải sản nha cả nhà. Mấy giờ rồi bạn bè? Chơi tới 7 giờ nha. Này, tôm hùm Alaska ha. Tôm hùm Alaska là chim cá. Đang hốt lắm nha cả nhà, đặt hàng người Tây nha, cuối tuần. Alaska có size bé nha cả nhà, mình lấy cái con này size khoảng 5 lạng. Khách nào mình muốn ăn Alaska mà nhỏ nhỏ như thế này nè, đây size này khoảng tầm 5 lạng thôi. Đó, hai con một ký, mỗi người có thể một con. Con này mình nướng bơ tỏi hoặc là mỗi người một con ăn rất rất vừa ăn nha. Khách nào hôm nay thích ăn mì tôm thì đem con này về chế mì tôm ăn ngon luôn. Cua mặt trăng thì hôm nay em không về, em chỉ còn có một con duy nhất ở trong bể thôi. Hôm nay em không về cua mặt trăng em ha. Khi nào về thì
nhân viên sẽ bóp bài và báo lại cho cả nhà nhé. Quần đế, quần đế còn hai con ha, tâm ni. Cá nha cả, cá mú nha. Mú hôm nay mình có nhiều loại mú lắm. Rồi, gánh hải sản chào cả nhà ha, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, và đặt hàng hải sản thì liên hệ ngay với hotline nha. Hải sản mình gánh là đảm bảo là tươi sống, tươi ngon, giao sống tới tận tay luôn nha. Mình chuyên hải sản sống luôn ha.